Đồi mồi sẽ thường gặp ở các chị, các cô mà ở độ tuổi trung niên, đặc biệt là những chị, những cô nào mà mình hay tiếp xúc với tia UV nhiều. Những cái vùng da mà mình tiếp xúc với tia UV nhiều nha, không chỉ là mặt đâu mọi người ạ, mà có thể là cổ này, có thể là cái phần mu bàn tay này. Khi da của chúng ta tiếp xúc với tia UV trong một cái thời gian dài, rất dễ là hình thành đồi mồi. Và với tình trạng đồi mồi này, để có thể điều trị hiệu quả thì mọi người nên ưu tiên sử dụng laser hơn nha, bởi vì là laser nó giải quyết đồi mồi rất là nhanh. Còn nếu như chị em nào mình không có điều kiện để mình laser, hoặc là mình không có nhiều thời gian để mình đi laser, thì mình cũng có thể là cân nhắc sử dụng những cái sản phẩm bôi thoa tại nhà bằng cách là mình bôi chè tinoin kết hợp với AHA và những cái hoạt chất mà hỗ trợ sáng da, mờ những cái vết thâm đồi mồi nữa. Thì những cái sản phẩm này sẽ giúp đồi mồi mờ nhưng sẽ lâu hơn cái việc là chúng ta sử dụng laser. Và để hạn chế da mình gặp cái tình trạng đồi mồi như thế này ấy, thì chị em nên lưu ý là mình phải chống nắng thật tốt, bôi kem chống nắng hàng ngày, đặc biệt là những cái vùng da mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều như là vùng cổ này, vùng mu bàn tay, mình cũng cần phải bôi kem chống nắng và che chắn thật tốt. Nó sẽ hạn chế việc hình thành đồi mồi ở trên da. Chị em nào cần tư vấn thì hãy nhắn tin cho bác sĩ nha.